Tối ngày 1 tháng 7 tại trường chính trị Tôn Đức Thắng, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khai mạc trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác hội và công nhận huấn luyện viên cấp 1 tỉnh An Giang năm 2024. Năm 2024 là năm đầu tiên Thường trực Ủy ban Hội tỉnh, Hội đồng huấn luyện công tác hội tỉnh An Giang tổ chức trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác hội và công nhận huấn luyện viên cấp tỉnh với mong muốn tiếp tục tìm kiếm, đào tạo đội ngũ cán bộ hội vững lý luận, giỏi kỹ năng, cống hiến với lý tưởng vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và dân minh, tạo môi trường rèn luyện đối với cán bộ hội viên thanh niên, đồng thời cũng là cơ hội nỗ lực rèn luyện và phấn đấu để trở thành huấn luyện viên cấp 1 của tỉnh, tiến tới đạt danh hiệu huấn luyện viên cấp 1 trung ương. Trại huấn luyện được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 với sự tham gia của 93 trại sinh đến từ 12 đơn vị. Các trại sinh sẽ trải qua 25 môn thi theo định chuẩn huấn luyện của Hội đồng huấn luyện công tác hội tỉnh An Giang. Trại huấn luyện là sân chơi lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác hội và phong trào thanh niên trong toàn tỉnh, góp phần bồi dưỡng đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ hội, thủ lĩnh thanh niên các cấp, bổ sung lực lượng huấn luyện viên chất lượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức hội và phong trào thanh niên, từng bước chuyển hóa đội ngũ cán bộ hội chắc kiến thức, vững kỹ năng, vượt qua khó khăn, chiến thắng chính mình.